Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em. Mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Em tên là Huỳnh Phi Hùng. Hiện tại là em là luật sư và em đang công tác tại đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà em là luật sư chuyên cái mảng gì? Dạ, em là luật sư là chuyên về mảng là đất đai, hôn nhân gia đình và liên quan với hình sự. À, dạ. Thôi, mời nhà gái. Dạ, cháu chào chú Quỳnh Linh, chào em, chào chị Ngọc Lan, chào bạn trai bên kia và chào tất cả khán giả. Em tên là Vũ Thị Khánh Lương, em năm nay em 30 tuổi, quê em ở Hải Phòng. Hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng của một nhà hàng khoái ở quận 3. Hùng ơi, Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh là ở nhà mình với ai? Dạ, hiện tại là em là con một trong gia đình và mẹ em mất rồi, em ở với ba. Ba đang làm công việc gì? Dạ, ba hiện tại là về hưu rồi. Về hưu rồi? Dạ. Giờ chỉ còn có hai ba con thôi. Dạ, đúng rồi. Vậy thì chuẩn bị làm dâu nha cô gái bên kia. Dạ. Trời ơi, đây là cô gái mà phục vụ cho một cái nhà hàng có khối lượng khách rất là lớn mà cổ còn phục vụ được thì huống hồ chi là bên nhà chồng chỉ có ba chồng thôi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi luật sư. Hiện tại là ưu điểm của em là hòa đồng và rất là hoạt bát trong công việc. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính và rất là dễ tin vào bạn bè. Nóng quá thì mình làm gì không? Thì nóng quá thì mình kiếm chỗ nào đó để mình xả xong rồi mình tiếp thôi. Mình đừng xả vô người thân mình nha. Dạ không. Mời nhà gái. Ưu điểm của em cũng là khá hòa đồng, vui tính, có nhiều năng lượng. Nhưng mà nhược điểm của em thì cũng khá là nóng tính. Nóng quá làm gì? Thực sự là sẽ quá lại mọi người đó. Sợ không Hùng? Dạ không. Không hả? Có bao giờ nóng tính với khách chưa? Không dám. Bây giờ hai người nóng với nhau hết á, chút xíu mình bàn vấn đề này nha. Dạ rồi. Dạ. Đường tình duyên của luật sư Hùng sao? Đường tình duyên của em thì là 3 năm cấp 3 của em thì em có thương thầm một bạn. Thương thầm thôi? Dạ, thương thầm một bạn nhưng mà không thành. Sau đó thì bạn đó vẫn biết nhưng mà do mình nhát thì mình không tiến. Không tiến tới? Dạ. Rồi còn mối nào nữa? Sau này thì cũng có một bài mối nhưng mà không có hợp với nhau. Mối dài nhất là khoảng 3 tháng là... 3 tháng luôn hả? Dạ. Dài dữ vậy đó hả? Dạ, tại vì không hợp. Tại vì khi mà quen biết rồi nhưng mà mình cảm giác mình không hợp. Không hợp đúng. Mất thời gian nhau, không? Nãy nói quen mấy mối quên rồi. Vài ba mối thôi. Một vài ba mối mà mối dài nhất là 3 tháng hả? Trong 3 tháng đó làm gì? Thì 3 tháng đó thì đi tìm hiểu rồi đi ăn uống rồi cũng đi ra đi chơi với nhau nhưng mà... Chơi đâu? Đi ra biển chơi hoặc biển đi... luôn. Ra biển rồi có ngủ lại không? Rồi nói chung là phòng ai nấy ngủ, Chắc vậy nên mới 3 tháng chia tay đó. Chắc vậy. Mình cũng quyết giữ trinh tiết cho mình đúng không? Rồi sao phí quá, nay mấy tuổi quên à? Mới 37 hả? Nhỏ tôi có 1 tuổi, 2 tuổi hả? Phí cả một cuộc đời. Tôi qua bảo coi nhà gái coi. Dạ, chào chú. Chào em gái. Bên kia là một chàng luật sư cũng hơi nhát gái, 3 tháng không dám kèo nài luôn đó. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, có tính đơn phương không? Đơn phương mấy mối tình? Hai. Dạ, có một mối tình đơn phương năm cấp 3. Con có tỏ tình nhưng người ta từ chối. Từ chối luôn, ta nói sao? Tại người ta cũng đang thích người khác. Trời đất ơi, một cái ca nước. Mà sao con kể lại con vui quá vậy? Còn một mối tình nữa thì là cách đây 3 năm thì cũng như vậy. Cũng đơn phương luôn? Đơn phương, cũng có tỏ tình. Cũng có tình luôn? Đúng. Rồi ta nói sao? Không phù hợp với cả coi con là một đối tượng khác chứ không phải là người thích. Trời, đối tượng khác là đối tượng nào? Thì người thân người quen chứ không phải là... Người thương? Đúng rồi. Rồi, vậy thì còn mối tình, có mối tình nào mà... mình có tương tác không? Tương tác có kèo nài không? Dạ chưa. Vậy hai mối tình vậy trước quốc vậy đó hả? Thì chưa. Ôi, tội nghiệp nhỏ không? Hai đứa trồng veo luôn. Đúng rồi. Thôi bữa nay cố gắng cái mối này mình giữ nha. Mình giữ rồi mình chỉ nữa. Đúng rồi, mình hướng dẫn. Con đi với ai vậy? Dạ anh đi với các bạn đồng nghiệp. Đồng nghiệp ở đâu? Dạ chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Mình là đồng nghiệp cùng là văn phòng chung với bạn Khánh Lương. Dạ.
Thì thấy hai bạn bề ngoài thì cũng tương đối, các bạn đều có những ưu điểm và khuyết điểm cũng khá tương đồng và cũng còn mới mẻ và trong veo, thì cũng có thể là một cơ hội mới để chúng ta có thể cùng nhau làm bạn, cùng nhau đến với nhau tìm hiểu. Rồi, cảm ơn. Nhà trai đi với ai? Dạ, đi với đồng nghiệp. Anh Hùng ơi, anh hãy thật sự là mở lòng mình ra đi, đừng có yêu màu tím nữa và đừng có khóc thầm đi. Em thấy bạn nữ ở bên đây thì rất là hoạt bát, rất là hòa đồng. Đây là một người con gái có thể là thay đổi màu cho anh hay gì? Có thể là tâm sự, cũng có thể là những sẻ chia những cái công việc cho anh. Xí màu tím hả? Dạ, cái này là em hay nói đùa thôi chị, chứ không phải, ảnh không phải là màu tím. Thiệt không? Dạ, chắc không? Chắc. Nghi lắm, tại vì không, cái chi tiết này là phải nói lại. Màu tím là trend mà, đây nè, thấy chưa? Tím vừa thôi chứ không phải tím liền. Tím liền, tím. Đừng sợ. Giờ hỏi thiệt, màu gì? Màu trắng. Em ơi, anh cũng xin đính chính lại là nãy giờ anh Hùng anh nói tất cả những điều đó là thật. Em cũng là đồng nghiệp với anh Hùng một thời gian khá là dài, thì em nhìn nhận là anh của em thì rất là rụt rè. Em nghĩ là có thể là anh hơi tự ti về cái ngoại hình của anh, là cái gì, cái cân nặng của anh. Nhưng mà em mong là anh Hùng đừng có tự ti về cái cân nặng, tại vì cái tính cách của anh là mọi người rất là yêu và quý anh. Nên là anh đừng có tự ti nữa, anh hãy mở lòng mình ra đi. Và em mong là bạn nữ ngày hôm nay cũng sẽ tạo cho anh một cái cơ hội để có cái sự tìm hiểu và sẽ chia nhau hơn. Rồi, cảm ơn. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Hùng. Cho mình mở bạn này. Dạ, mong rằng bạn thích hơn mà này. Dạ, em cảm ơn anh. Hôm nay có cái thiệp nha. Em gái tặng bạn trai quà gì đó nói luôn đi. Em không có biết tặng quà gì, thì em có tham khảo ý của đồng nghiệp và gửi tặng anh một cái cà vạt. Và rất may là anh là luật sư, thì em nghĩ là cái này anh có thể sử dụng được. Đúng rồi. Khoe cho khán giả biết là quà của bạn trai tặng bạn gái nha. Một em gấu hoa hồng với trong đây có cái thiệp. Em có muốn bạn gái đọc hay không? Dạ muốn ạ. Rất vui được làm quen với em. Thân tặng em món quà nhỏ, mong rằng em sẽ thích món quà này. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Dạ, em rất thích quà. Dạ, cảm ơn. Rồi, bây giờ thì hai bạn trò chuyện với nhau đi. Lần đầu tiên mình gặp nhau sau ba mươi mấy năm đó. Em nghĩ sao về anh như thế nào? Thực em mới gặp anh đó, nói những cái mà anh chia sẻ thì em thấy là khá giống em, khá là tương đồng với em. Về tình trường rồi về mấy cái tính cách thì em thấy giống. Còn về tìm hiểu sâu thì hiện tại thì em chưa trả lời anh được. Có một điểm là em thích người bụng bự thì em thấy anh bụng bự là... Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi rồi, cái này hay nè. Ủa, nó nghe sao thích người bụng bự, nói nghe coi. Tại ba em ở nhà thì cũng hơi mập một xíu, mà ngày xưa hồi bé là ba em hay chở em đi bằng đi xe máy, là em hay ôm bụng ba, thì nói chung là thích cái cảm giác đó. Đó, thấy chưa, cũng có người thích bụng bự, đừng ai nói là chê không thích đầu hói bụng bự. Bụng bự cũng có giá trị của bụng bự chứ bộ. Bây giờ mình đâu đứng lên đứng lên. Giờ đâu anh ôm thử bụng bự, em cảm giác sao coi. Sao em sửa họ lắm. Ngồi xe em ơi, ngồi xe. Leo lên xe máy, ta chở đi chơi kìa. Bé ơi. Đó, thử coi. Rồi. Rồi, thử coi. Chạy coi. Hợp quá ha. Rồi, chạy vòng thử coi. Quá trời dễ thương luôn á. Đã gì đâu á. Đó, ngồi tới một tí đi. Một ưu điểm mà mình hợp rồi ha, Hùng ha. Bây giờ mình hẹn hò sau đó. Nếu mà được hẹn hò thì mong rằng là anh có thể là gặp em hàng ngày, hoặc là cuối tuần thì mình có thể đi một buổi đi chơi nào đó, thì bên em có đồng ý hay không? Em thì sẽ sắp xếp thời gian, mà em rất mong muốn cái người bạn trai chơi thể thao và có thể chơi thể thao với em nữa. Em chơi môn gì? Em chơi môn gì? Có thể chơi, có thể là bơi lội, đá cầu hoặc là đi bộ, là ba môn mà em thích nhất. Cái bơi lội thì anh hiện tại là anh không có biết bơi, em nói rõ luôn. Và đá cầu thì anh đá rất là yếu, nhưng mà đi bộ anh có thể tham gia với em. Hoặc là em có thể tham gia với anh những cái món có thể là đi đánh cầu lông hoặc như thế nào đó. Cầu lông phải được.
Bây giờ là mình tiến xa một xíu đi, mình hỏi nhau coi khoảng bao lâu mình định bước tới đó. Nếu mà em đồng ý đi cùng với anh trên một con đường á, thì là anh nghĩ là trong vòng khoảng 6 tháng đến 8 tháng là anh sẽ tiến tới hôn nhân. Thì không biết là bên em có thể chấp nhận được hay không. Trong cái kế hoạch của em thì hiện tại bây giờ em chưa có cái đặt nặng cái hôn nhân. Thì thực sự là em nói là sau 6 tháng sau hoặc là sau 1 năm sau đó mà em có kế hoạch để hôn nhân thì em cũng chưa có hứa được. Thì hiện tại bây giờ trước mắt đó là việc cảm thấy em và anh phù hợp với nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu. Và nếu mình cảm thấy phù hợp thì lúc đó em sẽ tiến tới hôn nhân. Còn hiện tại bây giờ để anh hỏi câu đó em chưa dám trả lời. Quan điểm của em thì thấy cũng khá hợp lý. Nhưng mà anh cũng mong muốn rằng em sẽ suy nghĩ là sẽ cố gắng có thể thúc đẩy được nhanh hơn. Vì sao mà em lại muốn kết hôn nhanh như vậy? Có phải là vì mình lớn tuổi không hay là như thế này? Thì do mình cũng lớn tuổi và cũng hay cũng có chín chắn rồi. Bà có hối không? Dạ, nói chung là trước đây thì là ba mẹ rất là hối. Nói chung là trước khi mẹ mất á, thì cũng có xin phép mẹ là đừng hối việc đó nữa. Hoặc là nếu mà trong quá trình mà trong cuộc đời của mình á, mà không gặp được cái mối duyên nào thì mình sẽ xin phép mẹ trước đó, thì là xin phép mẹ sinh một đứa con nuôi về nuôi để cho có hậu hỷ thôi. Thì mẹ cũng đồng ý cái việc đó. Thật ra hoàn cảnh bạn neo đơn, chắc là ba cũng muốn có gia đình để có cháu ấm bồng đúng không? Cho nó vui đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ Hùng tiến tới nắm tay cô gái đi. Tiến tới Lương. Tay em rất ấm. Mà em hơi rung thôi, nhưng mà em rất ấm và rất mẹ em rất là dễ thương. Và mong rằng anh có thể đi chung con đường với em. Dạ. Lương nói gì với Hùng đi. Thì đối với cái tính cách hay là các thứ thì em có chia sẻ là em cảm thấy anh khá phù hợp với em. Dạ. Tình trường thì em chưa có. Và con người em thì khá là dễ kết thân. Nhưng mà đi sâu vô để tìm một cái người thực sự là hiểu và cái tâm hồn nó hòa hợp thì chúng ta cần có thời gian. Rồi, thì em rất hy vọng là em biết là anh có nhiều áp lực trong cái việc để kết hôn. Còn em thì thực sự là em thì không có cái đó. Em thành ra là nếu mà trong trường hợp mà xác định đi và để tìm hiểu nhau thì em mong là anh sẽ cho em thời gian và đừng đặt áp lực đó vào em. Con anh không đặt áp lực với em. Em suy nghĩ thôi. Yeah. Nhưng mà quan trọng là nếu mà em hợp thì em sẽ tiến đến với anh. Yeah. Còn nếu mà em cần thêm thời gian thì anh vẫn cho thêm thời gian. Dạ. Yeah. Thôi Hùng hát gì đó tặng bạn gái đi Hùng. Em xin phép hát một đoạn. Anh luôn quá giận hoàn toàn luôn. Cứ nhìn mặt bạn gái mà hát. Nếu có pha ngày mai, xin đừng quên có môi tình xanh mãi như đại dương. Vâng thiên em đợi em đêm tuần đêm, người có hay trong vòng tay. Nè, cô gái đó hồi đó về tỏ tình với anh ta không á? Chưa bao giờ được tỏ tình lần nào hết. Em mới nói một câu gì đó nghe nó ngọt ngọt chút xíu coi. Hay quá ông Mai. Nhìn thấy em là rất là dễ thương và rất là dễ mến. Thấy em là cũng là một cái hình tượng đối với anh trong lòng anh. Thì mong rằng là em có thể cho anh được phép là hẹn hò em. Dạ. Dạ em cảm ơn. Rồi, về vị trí. Bye bạn. Bây giờ quyền quyết định là các bạn. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Hãy bấm bằng nhịp đập trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Bạn gái bấm nhanh hơn bạn trai luôn đó. Nói như vậy để cho Hùng biết nha. Dạ. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Không phải bắt tay nữa Hùng. Gì vậy? Nắm tay. Ủa, em bảo chữa xong cho thân chủ em hay gì? Nào, nắm tay về nắm coi. Nắm tay lại. Đang chưa yêu lần nào, không đứa nào biết yêu luôn á. Đó. Trời ơi. Hai tờ giấy trắng. Hai người đã nắm tay thì hai người phải hôn nhau. Một cái nụ hôn trên má nào. Cổ vũ, cổ vũ, cổ vũ. Biết được nhá, tên tuổi của mình này, là nghề nghiệp hiện tại, quê quán của mình ở đâu, mình đang sinh sống ở đâu, như là một vài cái nét là yêu đặc điểm như thế nào. Mời anh. Họ tên đầy đủ của mình là Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1900.
Hiện quê quán thì ở Thanh Hóa, sinh ra lớn lên thì ở Bình Dương. Hiện tại thì mình đang sống ở Bến Cát, Bình Dương, thị xã Bến Cát. Anh Dũng chia sẻ lại là mình sinh năm bao nhiêu được không ạ? 1986. À, 86, vâng. Rồi sinh năm 86 là mình đã từng lập gia đình hay từng mình chia sẻ về chuyện tình cảm của mình trong quá khứ nữa không anh? Mình có từng lập gia đình cách đây 12 năm rồi. Và đã chia tay cách đây 12 năm rồi ạ? À, chia tay cách đây 10 năm. À, rồi là mình chia sẻ thêm đi là vì sao mình lại chia tay này, là lý do vì sao chia tay. Mình đã có con chung với cả vợ chưa? Mình có đứa con chung bây giờ năm bé trai đang ở trong bà nội. Và ông bà nội là hiện tại là đang ở Bình Dương với mình luôn hay sao anh? Đúng rồi, ông bà nội ở riêng, ở riêng. À, thế là mình bận quá không chăm được bé hay như nào ạ? Thì mình làm nên có thời gian để chăm nên là gửi ông bà nội. Mình công việc hiện tại của mình là gì nhỉ? Mình chia sẻ lại không ạ? Mình làm giám sát nhà máy nuôi tinh quốc Bình Dương. À, rồi. Nhân viên chức danh. À, lý do vì sao mình lại đổ vỡ trong chuyện hôn nhân trước vậy ạ? À, tại vì chắc là do bà xã đó ghen quá nên là thường xuyên hay bỏ đi á. Về cái chuyện bỏ đi nhiều lần nên là chia tay. Ghen quá là có khi nào mà không có lửa, không có khói anh, có khi nào thế nào đấy không ạ? Có đâu, mỗi lần mình đi làm hay là đi tìm cách thì đều mình về nó đi ăn nhậu cái gì đó đều mình tắm nát trước cả. Nhưng mà do tính cách thôi. Nghĩa là mình cũng không có nhiều thời gian hôm anh rồi thì đã có nhiều thời gian hơn là lúc đấy chưa ạ? À, thì bây giờ thì sắp xếp được cuộc sống nó sẽ ổn hơn rồi. Rồi, bây giờ ổn rồi thì là mình muốn chương trình tìm cho mình một cái bạn nữ như thế nào đây? Mình nói cụ thể giúp em về cái yêu cầu của mình nhá. Về ngoại hình của người ta này, về tính cách, về quá, như là công việc. Rồi những cái gì mà mình thích hay là mình không thích ở người ta thì làm sao chương trình cũng tìm cho mình được cái người phù hợp nhất đấy ạ. Về nữ thì chỉ nhìn một xíu là được rồi. Còn về tính cách thì quan trọng là có sự hiểu biết, biết lắng nghe và chia sẻ, đặc biệt là chung thủy. Tuổi tác thì sao ạ? Tuổi tác thì tầm khoảng 25 đến 33 là vừa. Rồi, mình cho em hỏi một chút về cái công việc của mình thì hiện tại là cái thu nhập của mình có ổn định không anh? Ừ, thu nhập ổn định. Cụ thể là bao nhiêu ạ? Tháng thì trung bình nó khoảng từ 15 đến 20. Rồi, về cái bạn nữ mà mình muốn tìm hiểu thì không biết là quê quán của bạn nữ mình ở đâu thì ok thì được. Trừ ở miền Tây là được rồi. Trừ ở miền Tây sao thế ạ? Không biết là miền Tây giống như kiểu đa số đều thích miền Tây, mình cũng có một cái cảm giác không an toàn lắm. Ví dụ mà bạn nữ có cái hoàn cảnh như mình đã từng đổ vỡ rồi thì mình có ok không? Ok, mình đổ vỡ nhưng để có con là được. Sợ có con thì có con tôi, con ông, rồi con công nữa. Cái này thì mình cũng suy nghĩ thêm, giúp em suy nghĩ lại thêm là vì là cái phong cách gọi là thu hẹp rất là nhiều cái phạm vi mà mình có thể tìm hiểu những người tốt và những người phù hợp với mình. Rồi, cảm ơn anh Dũng và hôm nay cũng là cái buổi casting đầu tiên của chương trình thôi. Khi mà mình được chọn vào vòng trong rồi, cũng như là chương trình tìm cho mình nghề nghiệp hiện tại thì là tại là mình đang sống ở đâu? Sống ở đâu? Dạ, chào chương trình. Em là ở Kinh Đô, hiện tại là ở Cà Mau, đi làm việc ở Bình Dương.
Anh Đô là dạ, sinh năm 85 chị ơi. Mình làm công việc gì ạ? Dạ, công ty nệm mót á. Nệm á, nệm ghế sofa mình á. Là mình làm bận nào? Dạ, đóng gói chị ơi. Tụi anh Đô chia sẻ đi, đặc biệt này mình có ưu điểm đặc biệt, Dạ, thích chơi thể thao, không có cướp. Dạ, có nhậu mà ít. Nhậu ít là bao nhiêu? Dạ. Nhậu ít là ít đi nhậu hay sao? Dạ, đi bạn bè đủ nhiều lắm đi. Rồi ngoài những cái này ra, tính tình mình như nào này, có sở trường gì không? Dạ. Tình là hiền nhát chưa? Chưa có một mối tình nào luôn, đơn phương cũng không có. Dạ có đơn phương nhưng người ta còn đi lấy chồng hết. Rồi, thế là chương trình là tìm một mẫu bạn gái Việt Nam ạ. Thì cao nhất, mít 55 trở lên. Ngoại hình dễ nhìn chị ơi. Quê quán của bạn sao? Quán thì cũng ở thành phố, ở dưới quê, nói chung là ở đâu cũng được, nhưng mà quan trọng là để đỡ cái thương mình đặt không. Anh Đô đã làm ở đấy lâu chưa? Anh nói lại, đang làm ở đâu? Dạ, công ty Niệm Mót, mà xếp phòng ở khu công nghiệp Phố Trắng, Tân Quyên kia. Thu nhập của mình có ổn định không? Quen bạn nữ với bạn không? Dạ. Thu nhập của mình có tốt không? Quen bạn nữ với bạn không? Cũng trung bình chị ơi. Rồi mình có kế hoạch cho tương lai chưa? Mình có yêu đời xong thì đâu? Dạ thì theo bạn gái em thì nếu mà tính là về quê là sao cũng được. Tính là về quê anh nhỉ? Dạ, quê Cà Mau thì tay. Rồi là mình vẫn tiếp tục làm công việc máy sao ạ? Dạ. Hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình, mà chương trình là chọn tiếp theo rồi sẽ có một bạn biên tập bản để giúp tỉnh anh nha. Cảm ơn chị, dạ anh ơi, mình phỏng vấn xong rồi á, mình tắt cuộc, bấm đỏ rồi cuộc gọi giúp em nha. Dạ. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì? Chào chị, em tên là Nguyễn Vũ Tam. Nguyễn Vũ Tam hả? Tam, dạ. Nguyễn Vũ Tam, à rồi. Em mở rồi tiếp đi. Mình sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 96. 96 là ông có đúng tuổi? Dạ. Ủa ông gì trời, 96 mà tôi nhìn thì là 86 gì đó. 96 đúng không? Dạ. Rồi Nguyễn Vũ Tam sinh năm mình là ở Kiên Giang, là mình làm công việc gì? Dạ em làm điện chị. Điện em làm cụ thể làm sao Tam? Dạ điện dân dụng, điện lạnh. Bạn làm cho công ty hay là nhà tự cá nhân em làm thôi? Dạ, làm cá nhân, làm tự do. Làm tự do, vậy thì cái thu nhập của em có ổn định không? Dạ. Là bao nhiêu một tháng trung bình? Dạ, khoảng 5 triệu đến 6 triệu. Vậy hả? Mà ở dưới quê là mức này có đủ sống không? Dạ, đủ. Rồi sau này có vợ là có lo được cho vợ không đây? Dạ, có. Rồi bây giờ là Tam chủ động chia sẻ cho chị nha, những cái điểm mạnh điểm yếu của em sao nè?
mạnh của em là cũng vui vẻ hòa đồng. Thích thể thao. Thể thao làm chơi giỏi môn gì? Dạ, mỗi môn ngoài chơi được chút xíu. Đá banh, cầu lông. Tiếp theo em cộng gì nữa không? Dạ không. Có thầy thích ca hát văn nghệ rồi gì không? Dạ em kênh rãi lắm. Sửa điện giỏi lắm, hồi giờ sửa điện có bị điện giật không? Dạ em cũng bị giật xấu à. Bị giật xúc mà. Mà sao? Nhưng mà tại em biết nghề cũng không có đến hỏi được. Dạ. Còn gì được, điểm yếu của em là gì? Không có điểm yếu. Là hoàn hảo hết đó hả? Có nóng tính không, hoặc là có cái tật xấu gì không? Tật xấu như là chỉ có phút thôi à. Còn gì nữa không? Dạ không. Trước giờ đã quen ai cho em, tình trường của em sao? Vui vẻ, chủ động chia sẻ với chị nha Tam thì mới được chọn. Còn hỏi còn chờ hỏi cô nào nói cô đó là không có được chọn đâu. Rồi chia sẻ về tình trường cho chị coi nè. Tình trường thì về đương phương này rất là nhiều nhưng mà rất là không có. Đơn phương nhiều nhưng mà lại có bày tỏ tình cảm cho người ta biết không hay sao? Tình em cũng hơi chút nhát á, cũng nhắm bày tỏ gì được. Trời, ông nhát quá rồi lên sân khấu làm sao mà cua gái tán gái trên sân khấu được đây? Hả? Có tự tin được không hay sao? Cho nên là nhát quá là mình phải cố gắng nếu mà cần được chọn hay khi các thứ đó. Tam chia sẻ về hình mẫu em mong muốn hay thích cô gái như thế nào? Hình mẫu của em cũng đơn giản à. Cũng con gái là biết chân thành, trung thủy, nhìn được rồi. Ngoại hình, tuổi tác, vùng miền thì sao em? Không quan trọng, tuổi tác thì có thể là bằng tuổi em hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn 2 tuổi cũng được. Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Không thích con gái quá chơi xua đua đòi. Xăm mình bị gì? Xăm nhỏ đúng không? Xăm nhỏ mà xăm kính thì cũng được. Rồi còn yêu cầu gì nữa không Tam? Dạ không. Rồi ok, cảm ơn Tam nha. Nếu mà được chọn thì em sẽ nhận được thông báo của chương trình cho em biết nha. Dạ. Ok, chào em, thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ, chào chị.